chúng ta bây giờ hãy nói về cái tình hình uh, của bitcoin trở lại đi thì các bạn thấy được là willy woo thì đưa ra cái chia sẻ là trong thời gian gần đây đó các bạn thấy được là bây giờ bitcoin thì không có đi cùng cái xu hướng của vàng nữa và các bạn thấy được là từ khi mà chúng ta nghe tới những thông tin là từ tháng 8 năm ngoái là những công ty thu mua bitcoin cho ngân cứu của họ thì các bạn thấy được là giá bitcoin đã đi ngược chiều với là vàng thành thấy đây cũng là một trong những điều rất là thú vị chúng ta bây giờ hãy nói tới bitcoin à, bây giờ thì so sánh với lại hai cái được tăng trưởng trước đây thì như thế nào các bạn cũng đã từng thấy biểu đồ này đây là cái biểu đồ được cập nhật lại bởi plan b thì các bạn thấy được là cái biểu đồ này cho chúng ta thấy được là cái đường mà màu xanh nhạt ở bên trên này Đây chính là cái đợt tăng trưởng của năm 2013 Và cái đường mà xanh đậm bên dưới đây chính là cái đợt tăng trưởng của năm 2017 Thì chúng ta thấy được là cái đợt tăng trưởng này rất thú vị là cái đợt tăng trưởng của năm 2021 này Là nằm chính giữa của hai cái đợt này Và các bạn thấy được là tính tới thời điểm bây giờ thì chúng ta vẫn đang tiếp tục trên con đường Chạm tới 100.000 đô từ tháng 4 cho đến tháng 9 năm nay nếu như mà các bạn thấy được chúng ta tính là chạm 100 000 đô mà tính theo cái sự tăng trưởng của năm 2013 đó thì chúng ta có thể chạm vào cái thời gian sớm hơn là tháng 4 nhưng mà nếu chúng ta tính theo cái thời gian của năm 2017 đó như là cái đường màu xanh dương này thì chúng ta có thể đã chạm vào 100 000 đô vào cái thời điểm là tháng 9 của năm nay cho nên giá Bitcoin nếu như cứ tiếp tục đi chính giữa hai đường này thì chúng ta sẽ chạm vào 100 000 đô từ tháng 4 cho đến tháng 9 của năm nay và chúng ta đang nói tới plan B thì chúng ta hãy nói tới plan B stock to flow đi để chúng ta coi coi là bây giờ uh, là stock to flow của Bitcoin cho chúng ta thấy được là tình hình Bitcoin bây giờ có tiếp tục đi theo cái mô hình đó hay là không thì chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ stock to flow ở uh, look into Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là tình bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình stock to flow này chúng ta thấy được là cái đường màu nâu bên dưới đó chính là trận đón giá của Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua thì giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng của mô hình stock to flow này và bây giờ chúng ta đang nằm ở trên cái đường màu nâu vẫn tiếp tục tiến tới 100.000 đô các bạn thấy điều là 100.000 đô chừng đó là hè năm nay chúng ta vẫn tiếp tục và cái mô hình này vẫn tiếp tục có giá trị. Lần đầu tiên thường chia sẻ mô hình này là năm 2019 với các bạn. Thường biết là cái video này cũng đã khá dài rồi nhưng mà Thường còn một số thông tin Thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì chúng ta à, sẽ xa nhau vài ngày cho nên Thường cần phải chia sẻ nhiều thông tin với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những thông tin mà chúng ta thường hay xem giống như là Miners MPI có nghĩa là những thời đào bây giờ có đang bán hay là không thì để Thường zoom vào cho các bạn thấy được là tin bây giờ đó thì thợ đào ngày hôm nay thì không bán nhiều 1,95 có nghĩa là vẫn dưới con số 2 chứ số 2 như là không bán nhiều nhưng mà hai ngày trước đây thì các bạn thấy được là thời đào lại bán nhiều trở lại đây là tình hình của thời đào chúng ta bây giờ hãy nói tới là tình hình của bitcoin đi thì các bạn thấy được là tình hình thì bitcoin càng ngày càng được rời khỏi sàn nhiều hơn các bạn thấy được là cái xu hướng này không thay đổi trong vòng nhiều tháng qua từ tháng 3 năm ngoái cho tới bây giờ Điều màu đỏ này là bao nhiêu bitcoin trên sàn và các bạn thấy được là càng ngày càng mất đi có nghĩa là càng ngày càng có ít Bitcoin trên sàn hơn Tại vì sao? Tại vì người ta mua đem ra khỏi sàn, đem vào ví cá nhân hay là đem vào ví chứa lạnh vân vân Và cái biểu đồ mà màu đen bên dưới này Đây là cái giá của Bitcoin thì các bạn thấy được là hai cái này thì đi ngược xu hướng với nhau Càng ít Bitcoin trên sàn thì giá sẽ càng có cái xu hướng tăng lên Đây là tình hình của Bitcoin trong thời gian mấy tháng qua không có gì thay đổi Và chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó Funding rate để thông refresh cho lại Funding rate có nghĩa là cái phí khi mà phải trả trên sàn những cái sàn margin khi mà các bạn sử dụng margin và bây giờ các bạn thấy được là rất nhiều người đang lon ở trên rất nhiều sàn Và chúng ta cũng sẽ nói thêm thông tin này một lát nữa Nhưng mà sáng này thường thấy là cái funding rate rất là cao Nhưng mà bây giờ cái funding rate đã giảm đi một chút Thường nghĩ là tại vì giá cả đã có cái sự điều chỉnh Các bạn không muốn thấy cái funding rate này quá cao Tại vì quá cao có nghĩa là quá nhiều người bây giờ là đang gồng lời ở trên cái sàn Họ trả cái phí qua đêm để tiếp tục giữ cái vị trí lon của mình Hiện bây giờ chúng ta muốn thấy cái funding rate này đi xuống một chút để giá ổn định lại Tại vì càng cao thì nếu như mà giá đi xuống đó thì đến một số người sẽ đóng cái vị thế của mình tại vì họ không muốn trả cái phí qua đêm nữa. Chúng ta muốn thấy cái funding rate này đi xuống. Và chúng ta nhìn vào những thông tin ngày hôm nay thường chia sẻ thì các bạn thấy được là tình hình ngày hôm nay thì có rất nhiều và rất nhiều đồng ổn định được nạp lên sàn. Đây là cái hiện tượng chúng ta cũng đã thấy trong cái thời gian hầu như là mấy tuần qua liên tục. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy được là Crypto hoàn thông báo rất là nhiều những cái thông tin bao nhiêu đang đẩy những đồng ổn định lên những cái sàn rất là nhiều người bây giờ và chúng ta thấy được là những đồng định bây giờ thì thùng refresh channel lại thì vẫn đang ở cái mức rất là cao nhưng mà chúng ta thấy được là cái đợt điều chỉnh này thì một số đồng định cũng đã được sử dụng để zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là đi lên liên tục nhưng mà trong cái thời gian là 24 giờ qua các bạn thấy được là cũng có một số đồng ổn định à, đã được sử dụng như bạn có thể nghĩ là được sử dụng để mà mua altcoin có thể là mua bitcoin vân vân nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là cái số lượng tiền trên sàn nhưng ổn định rất là nhiều 7,23 tỷ cho nên nếu như các bạn có cái suy nghĩ là Bitcoin đột ngột đi xuống mạnh giả sử như là đi xuống là 30% 4% tôi nghĩ là rất khó tại vì chúng ta có quá nhiều ổn định ở trên sàn và đây là một cái dấu hiệu là rất nhiều người đang chờ sẵn để mà thua Bitcoin khi mà cái giá rẻ hơn cho nên nếu như mà nói đột ngột đi xuống thì tôi nghĩ là cơ hội đó bây giờ không có cao lắm chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tình hình kế tiếp liên quan tới Ethereum đi thì đối với Ethereum cũng tương tự cái mà được là thậm chí còn trầm trọng hơn cái số lượng Ethereum mất đi ở trên sàn rất là nhanh, nhanh hơn Bitcoin rất là nhiều Các bạn thấy được là đối với Bitcoin đó thì cái tốc độ đi xuống hầu như giảm Nhưng mà Ethereum thì tốc độ đi xuống rất là nhanh Và các bạn cần phải đi Ethereum Tại vì nhiều bạn bây giờ thấy Ethereum thì vẫn trên 1.700 đô vẫn tốt Nhưng mà các bạn nhìn vào có sự so sánh với lại những cái đồng nhỏ hơn Thì cảm thấy là Ethereum không có tăng trưởng nhiều Nhưng mà các bạn à, cần nên hiểu bây giờ đó Chúng ta bây giờ hãy tìm cái từ Bitcoin đi thì cái từ Bitcoin này các bạn thấy được đó là chúng ta thấy là cái sự hứng thú đối với lại Bitcoin đó Thì bây giờ là không có nhiều như là cách đây 5 năm Có nghĩa là bây giờ phần lớn cái sự hứng thú đó các bạn thấy được là Đến từ những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư nhỏ đó bây giờ hầu như thấy giá Bitcoin quá mắc hay sao đó Cho nên cũng không có đi tìm kiếm từ Bitcoin nhiều Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn vào Ethereum đi Các bạn thấy được là đối với lại Ethereum thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng 5 năm qua thì Ethereum như thế nào Các bạn thấy trong vòng 5 năm qua thì sự hứng thú của Ethereum đã đỉnh của năm 2017 rồi Có nghĩa là rất nhiều người đang tìm kiếm từ Ethereum để tìm hiểu về Ethereum Thì dựa theo cái này đó nhiều người cho là bây giờ đó Bitcoin là một cái loại tài sản mà đang được sự hứng thú của những nhà đầu tư lớn, những công ty nhìn thấy cho đầu tư, Ethereum là cái sự hứng thú đến từ nhà đầu tư riêng lẻ, cho nên bây giờ Ethereum cái sự tăng giá đó là cái sự tăng giá đó đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ đẩy giá lên, nhưng mà coi cái sự tăng giá là đến từ những nhà đầu tư lớn, điều này cũng rất là quan trọng, tại vì các bạn thấy được là chúng ta thấy là một trong những công ty mà đứng sau lưng ủng hộ giá cả của Bitcoin đó chính là công ty Rayscale. Công ty Rayscale là một công ty mà thu mua rất nhiều Bitcoin mà chúng ta cũng đã chia sẻ một cái thông tin tương tự như là Crypto Daily chia sẻ trong cái thuyết này. Thì rất là đơn giản các bạn đi được là công ty Rayscale đó là một công ty mà đi mua Bitcoin. Khi mà mua Bitcoin đó thì giá Bitcoin lại tăng lên tại vì cái nguồn cầu tăng lên. Cái nguồn tăng lên thì lại dẫn đến là nhiều người hứng thú tới Bitcoin hơn. Nhiều người hứng thú tới Bitcoin hơn thì lại đi mua cổ phiếu của công ty Rayscale. Công ty Rayscale là đi thu mua thêm Bitcoin và có thể được đây là một trong những cái dòng mà cứ xoay quanh khiến cho giá cứ tăng lên và tăng lên và tăng lên hoài và các bạn cứ nghĩ đi cái điều tương tự có thể xảy ra đối với lại Ethereum nếu như công ty Rayscale tiếp tục thu mua nhiều Ethereum càng thu mua Ethereum thì giá Ethereum càng tăng lên giá Ethereum càng tăng lên thì sẽ dẫn đến càng nhiều người hứng thú với Ethereum hơn và nhiều người hứng thú với thì có thể là đi thu mua cổ phiếu của công ty Rayscale cái quỹ Ethereum và tiếp tục công ty Risk thì đi thu mua thêm Ethereum. Thì có thể nhiều bạn hỏi là tại sao mà những công ty lớn, là những nhà đầu tư lớn họ không có đi thu mua Bitcoin đi giá rẻ hơn là thu mua cổ phần của công ty Risk Thì tôi có thể chia sẻ cho một cái video trước đây chi tiết hơn đó khi mà chúng ta đầu tư thì những nhà đầu tư lớn họ không muốn phiền phức như vậy, họ không muốn là tự lưu trữ Bitcoin, tự lưu trữ Ethereum họ không muốn là tự tạo tài khoản và tự mua và làm sao mua số lượng lớn để mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá cả giống như là công ty Rayscale đã có một cái hệ thống thu mua rồi cho nên họ có thể là thu mua Bitcoin Ethereum cái số lượng lớn mà không làm mình thử tới giá cả và một nhà đầu tư lớn đó các bạn thấy được là cái suy nghĩ của họ rất là khác đối với người đầu tư riêng lẻ các bạn thấy được các bạn thấy là giá của cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust đi là cái giá đây sư bây giờ là khoảng chừng chúng ta nói là 55 ngàn đi nhưng mà Bitcoin bây giờ chỉ có 44 ngàn thì tại sao lại bỏ 55 ngàn để mà mua trong khi là có thể mua Bitcoin với cái là 44 ngàn những nhà đầu tư lớn họ không nghĩ như vậy họ chỉ nghĩ là phần trăm tăng trưởng là giống nhau giống như là các bạn thấy được là các bạn bỏ số tiền đó ra các bạn mua cái vật đó là 1.000 đô vật đó tăng lên 20 phần trăm thì các bạn có thể là lời được là 200 đô các bạn có thể bỏ 1.000 đô đi mua một vật nào đó đáng giá là 100 đô các bạn có thể là mua 10 cái món đó và cái món đó tăng lên 20 phần trăm thì các bạn vẫn lời bao nhiêu vẫn lời là 200 đô cho nên những nhà đầu tư lớn đó họ chỉ tính cái phần trăm lời mà thôi và cái số tiền họ bỏ ra là ấn định cho nên đi thu mua Bitcoin hay là GBTC nghĩa nghĩa là cổ phiếu của Rayscale đó để giống nhau Tại vì khi mà giá Bitcoin tăng lên thì họ vẫn lời cùng một phần trăm đó và cùng một số tiền đó thì là giống nhau Cho nên họ không có lo ngại hay là quan tâm đến là họ đang thu mua cổ phiếu của Rayscale hay là đang thu mua Bitcoin Và thu mua cổ phiếu của Rayscale đó thì nó đơn giản hơn và nó nhanh hơn Tại vì có thể là thu mua sẵn có mà không cần phải đi xin phép hội đồng quản trị không cần phải đi tạo ví, không cần phải liên hệ với những sàn OTC phiền phức như vậy họ có thể liên hệ sẵn công ty Rayscale để mà mua và đương nhiên các bạn thấy được là ngoài thì công ty Rayscale thu mua ra những nhà đầu tư của công ty Rayscale cũng có thể mua tại vì họ có thể gửi đồng bitcoin trực tiếp vào và họ có thể là bán cổ phần với cái giá cao hơn coi như là họ lời trong thời gian rất là nhanh chóng có thể lời được một cái phần trăm nhanh lẹ và họ có thể là cứ làm gì hoài khiến cho bitcoin có được thu mua và rời khỏi sàn và các bạn thấy được là tình bây giờ đó có thể là đúng là nhiều nhà đầu tư riêng lẻ đang ủng hộ giá cả của Ethereum nhưng mà Tôi nghĩ là trong đây cũng có thể là có những tổ chức đầu tư nhưng chúng ta cần phải quan tâm đến là cái số lượng tiêu rồi rời khỏi sàn đang trong một cái mức chóng mặt và một ngày nào đó các bạn sẽ thấy được là mọi người sẽ ngộ ra được là Ethereum không còn nhiều nữa khiến cho giá Ethereum có thể bùng nổ bất cứ một lúc nào. Đó là điều mà thường tin tưởng mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên cái giá bây giờ các bạn có thể cảm thấy là nhàm chán ổn định nhưng mà chỉ cần là cái nguồn cầu tăng lên thôi mà các bạn thấy được là cái nguồn cung không có tại bây giờ ở trên sàn càng càng có ít đồng Ethereum thì giá sẽ bùng nổ đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi chúng ta phải để ý Ethereum tại vì tôi nghĩ là sẽ không lâu cái vấn đề tương tự sẽ xảy ra với lại Ethereum công ty Rayscale sẽ thu mua nhiều Ethereum hơn và giá tìm sẽ, sẽ, tăng lên giá tìm tăng lên sẽ dẫn đến là nhiều những người mà hứng thú với Ethereum tăng lên sẽ dẫn đến là công ty Rayscale lại có thêm tiền và họ lại đi thu mua thêm Ethereum cứ như vậy hoài giá sẽ tăng lên cũng giống như là Bitcoin tăng lên từ 20.000 tới 40.000 gì đó một số những cái thông tin khác các bạn thì được là công ty Mastercard thì đã ra cái thông báo thông báo này cũng rất là ngắn đó là công ty Mastercard sẽ chính thức để mà hỗ trợ một số những tiền kỹ thuật số, chúng ta vẫn chưa có nhiều cái thông tin về cái điều này. Nhưng mà trước đây công ty Mastercard cũng uh, hợp tác với những công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số, nhưng mà không phải là thanh toán qua mạng lưới của công ty Mastercard. Bây giờ công ty Mastercard nói là sẽ hỗ trợ một số những tiền kỹ thuật số thanh toán thông qua mạng lưới của Mastercard. đương nhiên các bạn thấy được là những công ty này Mastercard, Visa, PayPal trước đây là kẻ địch của thị trường crypto này, nhưng mà bây giờ là những người này những công ty này bây giờ đã hiểu thêm và cũng đã biết là tới bây giờ không thể nào mà cản được cái sự phát triển của thị trường tiền kỹ thuật số chỉ có cách là kiếm lợi nhuận từ thị trường này mà thôi và một điều khác anh thường muốn chia sẻ với các bạn đó là cái tin bây giờ đã dẫn đến một điều mà thường cũng không thể nghĩ đến được đó chính là những cái sàn dịch bây giờ đã đang đối đầu với một cái sự kiện là bây giờ mọi người đều đánh một chiều các bạn thấy được là thông tin được chia sẻ bởi sàn Napex mà thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội đó đó chính là StandardX đã thông báo là vì thị trường quá dao động và cái xu hướng là một chiều có nghĩa là bây giờ là quá nhiều người đánh định lon trên những cái sàn margin StandardX sẽ ngưng không cho mở lệnh mới và các lệnh hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 19 tháng 2 Nếu như các bạn có tiền trên sàn thì nên rút về ví của mình sớm bây giờ thì vẫn rút không thành những đề gì Và tại sao là như vậy? Tại vì các bạn thấy được là thị trường bây giờ là người ta quá bullish Mọi người bây giờ là quá FOMO, ai cũng nghĩ giá sẽ tăng lên và rất nhiều lệnh ở trên những cái sàn bây giờ là đánh một chiều nghĩa là chỉ đánh lon mà thôi đánh lên mà thôi thì nếu như mà không có người đánh sốt đánh xuống thì sàn làm sao có thể là tiếp tục hoạt động được các bạn thấy được là những sàn như là step á, thì khi mà có quá nhiều lệnh của một chiều bị quá tải đó thì những lệnh đó sẽ được đẩy qua những sàn khác để giảm cái rủi ro cho sàn StepX cũng như là những sàn hoạt động tương tự Nhưng mà các bạn thấy đây trong tình hình này có thể là nhiều sàn khác không nhận những cái order này Tại vì những sàn đó bản thân họ cũng đang gặp tình hình hiện tại Ai cũng đánh lon hết thì ai đánh short đây Thì lấy tiền đầu để có thể là trả hết những người thắng Cho nên để bảo tồn Thường nghĩ là ngoại trừ sàn sẽ có những sàn khác có ý định tương tự Là họ sẽ ngưng hay là hạn chế mở lệnh mới Để không có gặp cái vấn đề là họ gặp quá nhiều lệnh cùng một chiều thì trong cái tình hình này đó ở trên trang web thuận capital com các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới đó để tìm hiểu thêm thì thuận có rất nhiều những sàn thuận muốn giới thiệu với các bạn thì trong tình hình bây giờ đó thì những người nào mà đang trading những người nào mà đang hodling, đang lưu trữ lâu dài thì cũng không nên vấn đề các bạn có thể tiếp tục lưu trữ lâu dài những người nào mà đang trade mà đang đi tìm kiếm những sàn đó thì các bạn có thể tìm kiếm những cái sàn lớn những sàn lớn này họ có cái hoạt động mạnh hơn họ có nhiều lệnh hơn các bạn có thể sử dụng những sàn như là sàn Binance hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit và một số những sàn khác các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay. Ở cuối video thì muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan đến những cái dịch vụ và những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital. Và bản thân Thùng các bạn cũng đã biết thường là một nhà đầu tư lâu dài và thích trung bình giá cho nên thường không có tham gia trading hàng ngày nhưng mà đây là thông tin dành cho những bên nào mà quan tâm và các bạn cần phải cẩn thận tại vì trading thì có nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bên nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bên nào mà sử dụng margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn và chúng ta có những cái ưu đãi mà các bạn có thể nhận được như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được bonus thì những sàn mà các bạn thường thấy như là sàn LMT đây là một cái sàn mà margin có hỗ trợ US Trade và nhưng bây giờ có chức năng copy trade các bạn có thể là tham khảo những cái link này Và đương nhiên tất cả những dịch vụ này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây để điền đơn vào group nhận hỗ trợ Đây là cái group mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi mà các bạn sử dụng những dịch vụ này nếu như mà không trả lời được thì đội của thuận capital sẽ có thể kết nối với các bạn với lại cái telegram chính thức của những cái dịch vụ này và hiện bây giờ sàn mt vẫn có một cái ưu đãi độc quyền bây giờ cho đến khoảng chừng là cuối tháng 2 các bạn thấy được đây là cái thông tin là từ đây cho đến ngày 26 tháng 2 thì các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà các bạn nạp tiền vào sàn mt này và cái số tiền các bạn nhận vào có thể là lên tới cái con số là 400 đồng theo được coupon và các bạn thấy được là các bạn chỉ cần nạp 100 đồng USDT thôi thì các bạn sẽ nhận ngay 10 đồng theo được coupon. Đây là cái ưu đãi hiện bây giờ của sàn LMT. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn kế tiếp đó chính là sàn mà rất nhiều bạn quen thuộc đó chính là sàn Binance. Thì sàn Binance.com đó nghĩa là sàn Binance quốc tế đó hiện bây giờ thì không hỗ trợ US Trader. Tất cả những cái quốc gia khác thì đều hỗ trợ ngoài trừ là Hoa Kỳ mà thôi. Thì sàn này bây giờ các bạn có thể đăng ký thông qua liên thuận Capital trên màn hình. Các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như giao dịch thông thường và các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures và có hai cái link các bạn chỉ cần đăng ký 1.2 link thì có thể nhận được cái bonus cho cả hai và nếu như bạn là một người ở Hoa Kỳ thì các bạn có thể tham gia vào sàn binance US thì bây giờ sàn này đã hỗ trợ tôi nhớ là lên tới 40 tiểu ban rồi thì các bạn có thể tham khảo thông tin ở cái nơi này và các bạn có thể là tham gia vào sàn Margin bybit một cái sàn rất là lớn hiện bây giờ và sàn này các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch tháng đầu và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase Đây là một sàn mà tôi nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều Đây là một sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh, Úc Và 27 quốc gia khác các bạn có thể nhận được 10 đô la Sau khi các bạn mua 100 đô la đầu tiên Khi các bạn đăng ký tài khoản thông qua liên của Thuận Capital lần đầu và ứng dụng BlockFi Đây là một cái ứng dụng landing có lãi các bạn có thể gửi tiền vào để mà nhận lại hàng tháng Và bây giờ thì có bonus lên tới 250 đô Và đây là một cái ứng dụng mình thường đã sử dụng trong thời gian dài thường đã từng chia sẻ với các bạn Và đây là một công ty rất lớn ở Hoa Kỳ Và cuối cùng Crypto Khoan thường nghĩ là nhiều bạn cũng quen thuộc Đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Các bạn có thể nhận được 30 đô la credit khi các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng bằng cách đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Đây là những cái thông tin cơ bản liên quan tới những dịch vụ này. Nhưng mà nào mà có thú thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan tới những dịch vụ này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.